Sau khi một số thành viên Nghị viện châu Âu hồi tuần trước thông báo việc hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA, một số nhà quan sát trong nước cho rằng không có hiệp định này cũng không gây thay đổi gì nhiều đối với tốc độ phát triển kinh tế và độ mở của kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, hai chuyên gia giàu kinh nghiệm phản bác lại các nhận định kể trên, chuyên gia Phạm Chi Lan và tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với VOA hôm 28 tháng 1 rằng Việt Nam vẫn rất cần EVFTA vì các lợi ích được hưởng rất lớn và những lợi ích đó không chỉ là về mặt kinh tế. Cuối tuần qua, một số nhà quan sát Việt Nam không muốn nêu danh tính bày tỏ quan điểm với VOA rằng đất nước này đã có độ mở cửa của nền kinh tế quá lớn rồi, không còn dư địa nhiều để mở cửa nữa. Vì vậy, khi Hiệp định Thương mại với EU bị hoãn dẫn đến việc Việt Nam chậm nới thêm độ mở, điều đó cũng không phải là quá dở. Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn trên thế giới với tổng kim ngạch thương mại tương đương 200% tổng sản phẩm quốc nội GDP, theo lời phát biểu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại một diễn đàn về hợp tác kinh tế châu Á ở thành phố Bình Dương hồi cuối tháng 11 năm 2018. Tuy nhiên, bà Phạm Chi Lan, nữ chuyên gia kinh tế 77 tuổi, đưa ra ý kiến với VOA rằng tầm quan trọng của EVFTA không chỉ giới hạn ở vấn đề độ mở kinh tế của Việt Nam. Ngược lại, bà nói rằng cần chú ý đến việc hiệp định sẽ giúp mở cửa các nước đối tác ở châu Âu cho Việt Nam. Nhờ đó, Việt Nam sẽ có những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu sang thị trường của họ, cũng như nhập khẩu các thiết bị, các công nghệ cần thiết cho sự cải thiện kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh mối lợi về mua công nghệ từ các nước EU, bà Lan lưu ý đến việc Việt Nam muốn cử người giao lưu học hỏi từ EU để phục vụ mục tiêu phát triển dài hạn, một khía cạnh khác về lợi ích từ EVFTA. Bà nói thêm, Việt Nam muốn trao đổi con người nhiều hơn để những người trẻ của Việt Nam có điều kiện học hành và tiếp nhận những công nghệ cũng như kỹ năng quản trị các mặt tốt hơn từ các nước này. Nên tôi cho là lợi ích Việt Nam được hưởng từ hiệp định này cũng rất lớn đối với Việt Nam. Thế hoàn toàn không có chuyện là có hay không thì cũng không ảnh hưởng nhiều tới nền kinh tế Việt Nam đâu. Ghi nhận Việt Nam là một trong những nền kinh tế mở nhất thế giới nếu đo bằng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên GDP. Nhưng tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với VOA rằng điều đó không có nghĩa rằng EVFTA không còn cần thiết với Việt Nam. Ông nêu ra những lý do Việt Nam vẫn rất cần hiệp định. EVFTA nó sẽ làm cho xuất khẩu của Việt Nam sẽ hiệu quả hơn, rồi tạo công ăn việc làm, quan hệ giữa Việt Nam và EU sẽ tốt lên. Và một điểm rất là quan trọng là với hiệp định này, thì Việt Nam có thể tạo ra một cái thế quân bình hay là cân bằng giữa các cái khối lớn với nhau trên thế giới, tức là bên Mỹ, bên EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Một nhận định khác được một số nhà quan sát đưa ra trong cuối tuần qua là trước khi có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã được Việt Nam phê chuẩn hồi tháng 11 năm 2018 và Hiệp định EVFTA mới bị hoãn, kinh tế Việt Nam vẫn đã tăng trưởng xấp xỉ 7% một năm trong 4 năm gần đây. Do đó, giờ đây việc hoãn EVFTA có thể không gây ra thay đổi gì nhiều về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Đáp lại ý kiến này, tiến sĩ Nguyễn Quang A xem nó là một loại ngụy biện nguy hiểm. Ông cảnh báo rằng sẽ rất khó để Việt Nam tiếp tục đạt mức tăng trưởng như trong quá khứ do thế giới trong tương lai biến động khôn lường và Việt Nam phải đa dạng hóa mối quan hệ kinh tế, ông giải thích. Không phải là nghĩ rằng năm ngoái được 7%, thì sang năm cũng được 7%. Nếu mà nền kinh tế Trung Quốc chậm lại, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam và ảnh hưởng đến cả thế giới. Muốn để duy trì được tăng trưởng cao thì tôi nghĩ rằng hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU là rất quan trọng. Việt Nam cần phải đạt được tỷ lệ tăng trưởng khoảng 7% trong liên tục 3 thập niên tới mới có thể trở thành một nền kinh tế trung bình của thế giới với GDP là 1.000 tỷ đô la, theo tiến sĩ Quang A. Cũng nói về mục tiêu tương lai của Việt Nam, bà Phạm Chi Lan nhắc đến khát vọng 2035 do Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới công bố hồi năm 2016. Theo đó, mục tiêu được đặt ra là sau 2 thập niên nữa, Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Để đạt được khát vọng đó, nữ chuyên gia kinh tế có chung quan điểm với tiến sĩ Quang A rằng EVFTA là một thành tố vô cùng quan trọng cùng với Hiệp định Thương mại Tự do với các đối tác khác. Trong bối cảnh EVFTA mới bị hoãn lại, mà theo lời của một số nghị sĩ châu Âu thông báo qua các trang web của EU là do trở ngại về nhân quyền ở Việt Nam,
Bà Lan đưa ra lời tư vấn rằng Việt Nam nên nghiêm túc xem xét các khuyến nghị của EU, ngõ hầu thúc đẩy việc tiếp tục phê chuẩn hiệp định. Bà nhấn mạnh rằng Việt Nam không nên xem những vấn đề về quyền của người lao động và nhân quyền do EU đặt ra là sức ép của ngoại quốc. Ngược lại, họ nên coi đó là những nhu cầu tự thân vì lợi ích của chính đất nước, bà nói với VOA. Trước hết là đây nó là phù hợp với lợi ích lâu dài của toàn thể người dân Việt Nam. Vì mình mà cải cách và nó cũng mang lại những lợi ích cơ bản cho người dân của mình. Nếu đặt vấn đề như vậy thì sẽ thấy là những yêu cầu cải cách nó là yêu cầu tự thân của Việt Nam. Và Việt Nam dù có sức ép hay đòi hỏi của bên ngoài hay không thì cũng tự mình phải cố gắng để mà làm. Từ vị trí còn là một nhà hoạt động vì tiến bộ, tiến sĩ Quang A, người đã từng điều trần trước Ủy ban chuyên trách thương mại quốc tế của EU về EVFTA, cho rằng Việt Nam cần phải cải thiện nhân quyền. Ông nói trong ngắn hạn, điều đó không ảnh hưởng đến ghế của các lãnh đạo. Trái lại, nếu cải thiện nhân quyền giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, tính chính đáng của chính quyền Việt Nam càng được củng cố và sẽ có lợi cho họ. Về dài hạn, tiến sĩ Quang A dự báo rằng nếu Việt Nam thực hiện các cam kết về các quyền lập hội, công đoàn độc lập, v.v. nêu trong các hiệp định EVFTA và CPTPP, việc giữ ghế của giới lãnh đạo Việt Nam có thể bị thách thức theo hướng có lợi cho toàn dân. Ông nói, lúc đó họ phải tự thay đổi để họ cạnh tranh với những thế lực chính trị khác. Và nếu mà đi theo con đường như thế là một con đường đẹp nhất cho dân tộc, cho đất nước. Còn họ mà cứ cố gắng chỉ đặt quyền lợi, quyền lực của họ lên trên hết và tìm mọi cách để tấn áp, để đàn áp về vấn đề nhân quyền thì sẽ mất cả. Thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã ra sức vận động và đặt nhiều hy vọng vào việc EVFTA sẽ được Hội đồng châu Âu phê chuẩn vào tháng 2 và Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào tháng 3 để có thể có hiệu lực vào giữa năm 2019. Nhưng trong tuần thứ tư của tháng 1, hai nghị sĩ EU đã đăng lên mạng đoạn video trong đó họ nói có những lý do kỹ thuật để hoãn thông qua EVFTA, đồng thời cũng đặt ra câu hỏi đầy ẩn ý rằng liệu điều đó có xảy ra hay không nếu Việt Nam có nhiều nỗ lực hơn trong việc cải thiện nhân quyền. Trang web của Nghị viện châu Âu hồi tháng 2 năm 2018 dẫn kết quả một nghiên cứu đánh giá tác động của EVFTA cho thấy Việt Nam là quốc gia hưởng lợi lớn nhất trong các nước ASEAN với mức tăng 35% về xuất khẩu, 15% về GDP và 13% về lương bổng cho người lao động so với kịch bản không có EVFTA. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tổng giá trị trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu EU28 trong năm 2017 đạt 50,46 tỷ đô la. Trong đó, tổng lượng hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường EU đạt 38,27 tỷ đô la, chiếm gần 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Các thành viên Nghị viện châu Âu vừa chính thức thông báo về việc hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, EVFTA, giữa lúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang tranh thủ gặp các doanh nghiệp hàng đầu như Apple, Facebook bên lề một hội nghị ở Davos để vận động sự ủng hộ của họ cho Hiệp định chiến lược này. Tuy viện dẫn lý do kỹ thuật cho việc hoãn phê chuẩn EVFTA, nhưng nghị sĩ Chilkern Darling, thành viên của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, nói trên trang Twitter rằng liệu điều đó có xảy ra hay không nếu có nhiều nỗ lực hơn trong việc cải thiện nhân quyền. Trong video thông báo về việc hoãn phê chuẩn, nghị sĩ Raymond Tremosa, một thành viên khác của Ủy ban Thương mại Quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu, nói: "Mối quan hệ của EU với Việt Nam là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Và hiệp định thương mại sắp tới là một điều tốt, nhưng chúng tôi muốn thương mại công bằng, nhân quyền và các vấn đề về bền vững phải là những yếu tố ràng buộc trong hiệp định." Tiếp lời nghị sĩ Tremosa, bà Kirsten Darling nói rằng vẫn còn trở ngại lớn giữa hai bên cho việc thông qua hiệp định, đó là vấn đề nhân quyền. "Tôn trọng nhân quyền là điều cốt lõi của EU," bà Kirsten Darling nói, đồng thời nói thêm rằng tình trạng ở Việt Nam là rất đáng quan ngại. Nữ nghị sĩ châu Âu còn đề cập đến luật an ninh mạng vốn đang gây quan ngại về hạn chế tự do ngôn luận, vấn đề cưỡng chế đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh và tình trạng hàng trăm tù nhân lương tâm đang bị tù hoặc giam lỏng vì thực hành các quyền căn bản của họ. Nhắc đến trường hợp của Hòa thượng Thích Quảng Độ, nghị sĩ Tremosa cho biết trong các cuộc đàm phán, EU đã yêu cầu Việt Nam phải cải thiện nhân quyền, nhưng cho đến nay vẫn không có phản hồi thích đáng.
Ông nói thêm rằng, việc hoãn phê chuẩn mở ra một cánh cửa cơ hội để Việt Nam nghiêm túc giải quyết vấn đề và để đạt được sự đồng thuận lớn về hiệp định tại Nghị viện châu Âu. Trong thời gian phái đoàn Việt Nam trình bày báo cáo tại phiên kiểm điểm hôm 22 tháng 1, hàng trăm người đã biểu tình bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc tại Geneva để phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng, người bị chính quyền Việt Nam trục xuất về Pháp năm 2017 và là một trong những người tham gia biểu tình tại Geneva hôm 22 tháng 1, nói với VOA rằng các bản án nặng nề vừa qua đã chứng minh một điều là nhân quyền không được tôn trọng tại Việt Nam. Trong năm 2018, Hà Nội kết án ông Lê Đình Lượng 20 năm tù, mức án cao nhất từ trước tới nay đối với một nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Gần đây nhất hôm 22 tháng 1, ông Phan Văn Bình bị kết án 14 năm tù. Cả hai người này và nhiều nhà hoạt động cũng như những nhà báo khác đều bị chính quyền kết án tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo thống kê của CPJ hồi tháng 12 vừa qua, Việt Nam nằm trong số những nước bỏ tù nhiều nhà báo nhất trên thế giới trong năm 2018, với 47 người lĩnh án tù giam. Thống kê gần đây của Tổ chức Ân xá Quốc tế lưu ý là hiện có khoảng 100 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Việt Nam. Mặc dù vậy, phái đoàn Việt Nam tại Geneva nói không có cái gọi là gia tăng bắt giữ kết án những người bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động bày tỏ chính kiến một cách hòa bình như một số ý kiến nêu ra. Một đại diện Bộ Công an nói tại buổi kiểm điểm hôm 22 tháng 1 rằng luật pháp Việt Nam ghi nhận và tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến. Các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn bảo vệ và tạo điều kiện để công dân thực hiện các quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp của mình theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với việc áp dụng luật an ninh mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, chính quyền Việt Nam bị chỉ trích là đã dùng bộ luật này để thắt chặt quyền tự do biểu đạt trên mạng. Đại diện của Bộ Công an nói hiện có khoảng 3 triệu blogger ở Việt Nam đang hoạt động bình thường, nhưng ông nhấn mạnh rằng các hoạt động chính kiến phải luôn tuân thủ theo pháp luật và không được lợi dụng quyền này để xâm hại các quyền và lợi ích hợp pháp khác. Quan chức này cũng khẳng định với các đại diện quốc tế rằng việc xét xử đều tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo đúng người, đúng tội, công khai, minh bạch. Tuy vậy, các chính phủ và tổ chức nhân quyền quốc tế đều tỏ ra quan ngại về các bản án mà chính quyền Việt Nam đưa ra cho các nhà hoạt động và những blogger dám bày tỏ quan điểm trái chiều hoặc chỉ trích Đảng Cộng sản và chính phủ. Tại buổi điều trần ở Geneva hôm 22 tháng 1, các đại diện của phương Tây đưa ra những câu hỏi liên quan đến các vấn đề nhân quyền, tự do báo chí, tự do ngôn luận, các tổ chức xã hội dân sự và hành vi tra tấn những người bị giam giữ ở Việt Nam. Đại diện của Mỹ hoan nghênh những tăng trưởng kinh tế liên tục của Việt Nam, nhưng lưu ý rằng sự tăng trưởng này không đi cùng việc mở rộng các biện pháp bảo vệ công nhân lao động. Trong khi đó, đại diện của Đức muốn biết liệu Việt Nam có kế hoạch thông qua một luật về hội họp biểu tình để thực thi quyền tự do hội họp biểu tình theo hiến định, và nếu có thì bao giờ. Đảng Xanh của Đức hôm 15 tháng 1 kiến nghị với chính phủ nước này không ký phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, gọi tắt là EVFTA, tại Hội đồng Nghị viện châu Âu, vì theo Đảng Xanh, tình hình nhân quyền của Việt Nam vô cùng đáng quan ngại. Cũng trong tháng này, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch kêu gọi EU hoãn phê chuẩn EVFTA cho tới khi chính phủ Việt Nam có các biện pháp cụ thể để cải thiện hồ sơ nhân quyền đàn áp của mình.